Xin chào các bạn đến với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty Dagio. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy cắt cá Dagio TK17. Chiếc máy này sử dụng để cắt các loại cá dùng làm thức ăn cho thủy hải sản như là tôm, cua, ếch, ba ba. Máy sử dụng motor có công suất là 3 kW, tốc độ vòng quay là 1450 vòng trên phút. Và đây là thành phẩm của chiếc máy cắt cá Dagio TK17. Được thiết kế 100% inox, năng suất của chiếc máy là từ 300 đến 500 kg trên 1 giờ. Và như vậy là tôi đã giới thiệu và test chiếc máy thái cá Dagio TK17 cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Dagio. Xin chào và hẹn gặp lại.